Xin chào bạn nha, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một ARC level 43 NVH ở server 241. Thì ARC này lực chiến 50.000. Thì ARC này tuy là VIP 1 thôi nhưng mà lực chiến khá là cao, lên 50.000 rồi. Thì mình làm clip này chủ yếu là tạo động lực cho những bạn mà cày cuốc chơi không nạp hay là nạp ít, có thể là có một cái động lực gì đấy để up lực chiến lên cao. Chúng ta không thể up nhanh nhưng mà từ từ rồi nó vẫn sẽ lên thôi. Hiện tại là ARC này 50.000 lực chiến rồi, có lẽ là cày từ khá là lâu rồi đấy. Rất là khâm phục cái khả năng cày cuốc bạn ấy luôn. Thì ở đây chúng ta có một cái wow tủ thuốc này, cũng khá lâu rồi mình chưa sử dụng vũ khí này. Tí nữa thì mình sẽ đi, và nếu mà có gì lâu rồi mình không cầm vũ khí này, nếu mà bắn hơi ngáo ngáo thì các bạn thông cảm cho mình nha. Vũ khí này khá là khó bắn đấy. Ở đây thì có cái áo dát vàng nhưng mà nón thì chưa các bạn ạ. Pet thì là pet rồng level 49 này. Nói chung là khi mà cầm pet rồng thì cũng khá là tự tin khi đi trong giải siêu cấp, đúng không? Bộ ngọc thì chúng ta có là bạo kích này, liên kích tấn công, phong ấn, miễn kháng, kiên cố. Bộ ngọc này thì khá là ngon rồi. Có lẽ là bạn này có bảo là bạn ấy nạp một chút thì có lẽ là nạp lấy ngọc phong ấn với liên kích này. Có lẽ hai ngọc cần thiết các bạn ạ. Rồi đấy, đối với những bạn nào mà không nạp nha, chúng ta có thể lấy bạo kích, tấn công, miễn kháng này, hộ giáp này, những ngọc này có thể cày được, kiếm cái mảnh này rồi đổi ra các bạn ạ. Đó, còn kiên cố đây các bạn không, bạn này không đeo hộ giáp mà đeo kiên cố chắc là có ý đồ riêng. Có lẽ là ở cái tầm lực chiến này đeo kiên cố sẽ ngon hơn là hộ giáp. Ở đây tu luyện thì chúng ta có là full level 48. Thuộc tính nha, HP là 14.000 này, thể lực là 334 này. Sát thương là 2007 thôi, giáp là 2009. Nói chung nó cũng xem nhau. Vật tổ của chúng ta sẽ có là 12, 19. Bạn này cũng tập trung vào vật tổ công chứ không tập trung vào tổ thủ các bạn ạ. Bởi vì là bây giờ cái phần giáp nó khá là cao rồi, nhờ cái thần khí ấy, các bạn có thể thay vì việc là up và tổ thủ thì bạn tăng thần khí lên, nó tăng là khá nhiều giáp. Ở đây bạn này còn cả hai cấp nữa là sẽ lên bậc 4, tăng cực kỳ nhiều giáp luôn. Đá khảm chúng ta có là chỉ có 3 viên 10 thôi, còn lại là 8 và 9 nha các bạn. Có lẽ là mình sẽ đi trong giải siêu cấp nữa. Ủa, top server này còn 255.000 lực chiến rồi này. Căng thế nhở, lên server thì sao? Ông này top được chiến lên server luôn à? Kinh thế nhỉ? Thần mèo xuống hạng 6 rồi. Đại trưởng nhỉ? Không biết bao giờ thì nó có nhẫn 8, nhẫn 9 nhỉ? Full cộng 7 hết rồi. Dòng 5 sao nói chung là nhìn đều rồi. Hạt nhân liên kích, bạo kích, thần báo, mệnh kháng, phong ấn. Khủng khiếp luôn. Cái gì đây? Kim cương cộng 6 luôn à? Đại trưởng thật. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ đi vào giải siêu cấp nha. Cho bạn xem qua một chút thế thôi. Vừa nãy thì mình có đi thử một trận nhưng mà bắn nó hơi ngon ngáo, thua mất. Rồi, trận đầu tiên chúng ta gặp level 41. Mình không biết là phải xử lý tình huống này như thế nào đây, có nên bay sang không? Sẽ băng rồi bay sang nha các bạn. Ôi, tí phải biết. Phải trưởng vậy. Sao biết được một đấy nhỉ? Bắn hơn 50 rồi. Đây mình sẽ bay ở đây nha. Thì mình có góc cao mà bắn được. Vẫn không có tơn luôn. Phải trưởng thế. Vẫn không có tơn luôn các bạn ạ. Hai băng bay sang không có tơn này. Mới có 50.000 lực chiến thôi. Mình nghĩ là lực chiến thấp như này thì chúng ta có thể hai băng và bay sang thoải mái được, nhưng mà không ngờ. Mong là miễn kháng đi. Thêm một cái băng nữa. Chắc là dùng kỹ năng pet rồi, không đào. Vậy là chúng ta không chơi chiến thuật đào rồi. Vậy thì mình đào vậy. Dùng kỹ năng pet các bạn ạ. Không chơi đào rồi. Vẫn còn tơn nữa kìa. Rồi kỹ năng 2 ném vào người mình này. Bây giờ thì mình hết cái băng này thì mình sẽ có kỹ năng pet. Để xem mình ăn được bao nhiêu máu của đối thủ. Ôi dồi. Mình chỉ có 14.000 máu thôi, không có nhiều. Vậy là đối thủ vẫn ăn được máu của mình pha đấy. 4.000 máu này. Mình không thiên sứ. Ở đây mình không có thiên sứ các bạn ạ.
Chỉ VIP, chỉ VIP thiên sứ thôi, không có. À chỉ có thiên sứ thường thôi chứ không có VIP thiên sứ bạn kia. Hồi máu thì không thể bằng, không thể lại được rồi. Có kỹ năng 4 chưa? Mình tốn hai cái băng cho pha đầu tiên, thế nên là bây giờ mình không thể nào mà xử lý được cái pha kiểu kỹ năng pet liên tiếp được nữa. Tiếp tục là một pha bắn chảy mà đối thủ bắn khá là dè chừng luôn, chắc là phải đợi khi nào bắn chắc chắn, chắc chắn mà giết được mình thì mình bao, có lẽ là vậy. Phong ấn rồi, tuyệt vời rồi. Sau pha này thì mình sẽ full power này các bạn. Đối thủ bây giờ chỉ có thể bắn chay thôi. Và turn sau là turn của mình rồi, không phải lo nữa. Mình vẫn bắn chay nãy giờ mà không để mất turn rồi. Kỹ năng pet này, có nên dùng kỹ năng pet không? Không, dùng kỹ năng pet đấy. Kỹ năng pet với power giờ mình nghĩ là đam chắc nó ngang nhau thôi. Rồi, xong rồi. Yes. Còn một chút máu nữa. Đấy, khi mà dùng kỹ năng pet thì khi còn chút máu đối thủ có thể bị trừ máu, còn nếu mình bao thì có thể đối thủ sẽ không bị trừ máu pha đấy. Không biết, mình không chắc lắm là việc bao với cả là kỹ năng pet. Nếu mà bao thì ra bạo kích sẽ đam to hơn, đúng rồi. Hên xui ra bạo kích thì vẫn ăn đúng không? Nhưng mình ngại nhất là kiểu như là khi mà đối thủ bây giờ kiểu như là ai cũng tăng cái giáp lên rất là trâu ấy, mình sợ bao một phát nó chẳng chết được. Rất là phí, lại còn mất thêm 2 turn cho đối thủ bắn nữa. Nên là nhiều khi mình cứ thay việc bao thì mình cứ dùng kỹ năng pet ấy. Xong rồi nhiều người lại bảo mình là bắn nhát nọ kia. Khá là khó, không sợ trận thứ hai gặp level 57 thế này rồi. Cầm 3 Joker nhưng mà thể lực còn sau mình các bạn ạ. Góc đây, phải đứng chỗ này các bạn ạ. Thì tí nữa mới có góc mà bắn được. Nên là không có góc cao bắn đâu. Rồi, turn 2 được 1.700 máu rồi. Đối thủ đã thiên sứ rồi các bạn ạ. Phải trưởng thật. Trước gì đã dùng thiên sứ rồi vậy. Bạo kích luôn. À, bây giờ chúng ta mới được có là 1/4 kỹ năng, à 1/4 máu của đối thủ thôi. Bây giờ đối thủ cũng sẽ dùng kỹ năng 4 của pet này. Rồi đúng rồi, chính xác luôn. Mình nhưng mà mình sẽ băng. Sau tuần này thì mình sẽ băng. À không cần băng rồi. Thiên sứ. Lại đầy máu, đối thủ gần chết rồi đấy. Kỹ năng 2 lại hồi này. Đấy, kỹ năng 2 lại hồi luôn các bạn ạ. Rất tuyệt vời. 3.000 máu tiếp theo của đối thủ đã ra đi rồi. Đối thủ đã phải băng với mình rồi. Mình cũng có băng, không sao cả. 2 băng luôn các bạn ạ. Chất chưa? Chắc là để dùng thiên sứ rồi. Lại bỏ ra. Bỏ chán xong lại bỏ chán bỏ chê xong lại bỏ ra đây. Này bắn phải bắn tầm 47-48 gì đó. 47-48 gì đó thì mình trúng được. Ôi ra sau mất rồi. Phí quá các bạn ơi. Một pha kéo lực gọi là không thành công. 3.000 máu đã ra đi. Băng nha các bạn. Vì thế của đấy gió xuôi các bạn ạ. Đấy, bắn nhẹ một tí là ăn rồi. Đây, bây giờ mình sẽ di chuyển ra góc này nha. Mình sẽ chơi theo đúng cái trò của đối thủ luôn, đó là bay ra mép. Tưởng một mình không biết bay ra mép à? Năm ăn năm thua. Giờ mình có kỹ năng 2 pet mà mình ném trúng thì là ăn. Không là chịu. Không là chịu đấy các bạn.
Ủa thế chết rồi, hình như là pha này nó sẽ dò được vị trí của mình rồi. Nó bắn nhẹ được một tí là trúng đấy. Chưa chết các bạn ạ. Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây? Ui không đến, trời ơi, phí quá. Bao nha. Vẫn góc vẫn lực đấy này. Bảo kích. Yes. Ăn được level 57 rồi các bạn ơi. Ai da. Tuy là cái dao kéo ấy, khi bạn bắn thường thì là hố đạn nó rất là bé, nhưng mà khi bao thì các bạn khá to. Vừa đây mình bắn thì mình thấy vậy. Lại gặp lại tiếp này. Có phải không vậy? À không phải, không phải. Pet gà con. Ở đây cầm một cái ủa. Cầm súng nước mà được mà nhanh nhẹn cao hơn này thì khá căng. Ôi giời, hạt nhân. Cái gì vậy? Gì vậy má? Bún đam đây. Khả năng là máu khá là trâu đấy, bây giờ phải làm thế nào? Bắn hơn 40 thì tấn công rồi. Có đấy mà tấn công kèm bạo kích nữa thì ngon nhỉ. Tấn công kèm bạo kích quả đấy thì sẽ rất là ngon. Thiên sứ cái. Bắn nhẹ đối thủ phát. Vũ khí kia cũng là vũ khí góc khá là thấp. Nếu mà mình phá góc nó thì là không, không phá được. Liền bò ở đây thôi là có góc bao bình thường. Vũ khí bao ba tia thì bao cực kỳ thấm luôn, chắc các bạn biết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng kỹ năng pet này, bắn mít rồi. Mà sau pha này thì nó cũng dùng được kỹ năng pet ấy. 2.900 máu thôi. Hey. Băng băng lượn nha các bạn. Nhây các bạn ạ. Phải nhây thôi. Kỹ năng 4 của pet. Hồi đi. Rồi, hồi rồi. Pha này mà nó không có thiên sứ là nó chết mình này. Nó không có thiên sứ nó chết mình luôn này. Băng để hồi máu rồi. Mất góc, mất góc. Vẫn có góc. Trúng luôn. Ui, gần chết rồi này. Các bạn thấy chưa? Thêm một tên nữa. Ui, vẫn bị rút máu luôn. Các bạn thấy không? Bắn chay. Bắn chay thì mình bao. Ôi, mít rồi. Mít rồi các bạn ơi. Bao nha. Bạn này phải bao thôi. Không kỹ năng pet biết gì nữa. Chỗ kia phải 4.000 máu đấy. Liên kích luôn. Chỗ kia phải 4.000 máu là ít. Rồi. Lại win tiếp. Bạn này trận này chắc là khó hơn. Nhưng trận trước thì những trận trước của bắn rất căng thẳng mới có thể thắng được thì chắc là trận này lên là gà 19 thì gặp level 5x, gà 18 thì gặp level 3x các bạn ạ. Sao lại kỳ lạ vậy nhỉ? Các bạn thấy không, nếu khi mà các bạn cầm pet dầu thì các bạn không phải sợ gì cả, cứ bắn thoải mái thôi. Rồi những điều tuyệt vời nó sẽ đến. Mấy ông 5x kia chắc là lực chiến cũng ngang ngang mình, hơn chỉ hơn chút thôi. Nhưng mà cái ông vừa rồi cầm cái vũ khí gì ấy nhở? Ông vừa rồi cầm súng nước ấy mà thể lực còn cao hơn mình thì chắc là phải lực chiến chắc phải hơn rồi. Rồi tiếp theo là một đơn băng nữa. Đối thủ cầm lũ gạch thì không thể đào trong cái map này được rồi. Pet gà đen nữa.
cá đen chưa thức tỉnh cả. Cảm giác đến giờ chơi vẫn thấy rồng nó vô đối quá. Ôi giời, đào. Đào này chắc đến mai. Rồi, thêm một tuần chay nữa nha các bạn. Kỹ năng pet này. Nhẹ đi một tí. 9.000 máu luôn. Làm gì có 3x nào chịu nổi. Như 3x mình thấy trâu nhất thì nó rơi vào 17, 18. Đợt trước làm cái arc level 39, 130.000 lực chiến ấy, thì cái arc đấy là trâu thật. Máu rất là nhiều. Làm 6x luôn các bạn ạ. Trận này gặp cả 6x luôn, cho nó bắn như nào đây. Vẫn rất cẩn thận, băng xong rồi. Có lẽ là băng xong bay xa. Nhưng mà hiện tại mình đang có một cái miễn kháng cam, cũng có thể là sẽ chạy miễn kháng. Đúng không? Đào luôn các bạn ơi. Đáng sợ thật. Sau này có thể đào tự tin vậy nhỉ. Sợt mặt các bạn ạ. Đây bắn mạnh hơn một chút thôi là mình đi rồi, ra đi rồi. Cái map này thì mình bắn góc cao nó không được chuẩn xác rất lắm. Như bây giờ mình hơi nhẹ rồi, hơi nhẹ. Nó cứ lồi lõm ấy. Nhiều khi mình không thể nào mà áng được cái khoảng cách để bắn đây đối thủ nhá. Thế các bạn có giống mình không? Suýt trượt các bạn. Thôi. Không được rồi. Bỏ qua đi. Đứng ở đây là đối thủ không bao, không đào được. À rồi. Tuyệt vời đấy. Xem đào của gì đây. À rồi, nó cũng có pet rồng. Mình quên mất cái điều này. Mình quên mất cái điều này các bạn ạ. Không trúng rồi. Cái góc này nó khó bắn thật đấy. Lại hồi hết máu rồi đối thủ rồi. Bò quá mất ở đây rồi. Định ngỡ lên để bắn mình nhưng mà không được. Có trúng được không nhỉ? Ôi trúng được rồi các bạn ạ. Thôi xong rồi. Pha này chết tôi rồi. Còn đây đứng chênh vênh. Mình bắn quả đấy, mình bắn nhẹ hơn thì là lại trúng cả mình cả nó. Mình bắn mạnh như thế thì lại ra sau lưng mất, rất khó. Ôi rồi, đến đoạn này thì bắt đầu hành ngập mặt à. Toàn 6x cái này. Đủ đạn luôn. Ôi băng, vẫn băng cứ rất cẩn thận các bạn. Không hề có một tình huống gọi là tự tin nào ở đây cả. Ôi rồi. Đã kịp làm gì đâu. Chưa kịp bắn gì cả, từ nãy giờ toàn mới chỉ được xem là đã được bắn gì đâu. Chết luôn rồi. Hạt nhân ơi là hạt nhân. Tụt xuống ra 18. Hay sao? Ốc thế vừa nãy là gà 17 luôn à? Cái trận mà gặp anh level 60 kia là gà 17 luôn à? Rồi, super nhạc rồi. Super nhạc hình như cũng
cộng 15. Hình như cộng 15 nó chưa dát vàng đâu. Rất khó khăn trong việc là lấy góc cao để bắn nhé các bạn. Phản kích 4.700 máu luôn rồi. Chính xác là vũ khí này là cộng 15 thôi, chưa dát vàng. Nó power 3 tier thì nó phải một là gần lại, hai là lấy góc 65. K7 máu. Bắn chai thôi. Pet gì nhỉ? Pet gà đen. Hơi nhẹ à? Quả để bắn hơi nhẹ sao nhỉ? Nhưng vẫn trúng. Rồi xong. Gần như là vẫn chủ yếu là để sâu kỹ năng của pet dòng. Bây giờ có những con pet nó ảnh hưởng đến trận đấu rất là nhiều. Nó không phải là dựa vào... Nếu mà dựa vào vũ khí thì chỉ có là cầm lựu đạn hay là cầm búa. Lựu đạn để đào nó nhiều hay là cầm búa để lấy thể lực cao. Chứ nó cũng không có gì ảnh hưởng nhiều đến game như là con pet cả. Con pet thì ảnh hưởng rất là nhiều đến game luôn. Cái gì vậy? 53 lực mà. Lạ vậy. Anh kia cầm bazooka nhưng mà... À không, bạn kia có thể là bạn nữ chẳng hạn đúng không? Có thể là một bạn nữ. Bạn rất chính xác nha. Bắn chạy ngôi tơn. Nào vậy? Nào vậy? Tiếp tục là vẫn có góc. Hình như là tên này nó sẽ dùng kỹ năng pet được rồi đấy. Đây, đây lấy góc cao bạn. Thẳng đây đi. Trúng không? Một nghìn sáu máu này. Vẻ khá là ngon. Nó cứ bạo kích liên tục thì sướng. Cứ bạo kích liên tục thì sướng. Tớ này là mình có kỹ năng 2 của pet rồi này. Mình ném kỹ năng 2 của pet trước. Dùng pet rồng này nhá, mình thấy là cái kỹ năng 4 của pet được kèm thêm down nhưng mà ít khi nào mà người ta dùng kỹ năng 4 kèm thêm down đó. Không hiểu tại sao. Mình cũng thế, mình cũng hay dùng kỹ năng 4 bắn chay chứ không dùng kỹ năng 4 bắn thêm down. Rồi, bây giờ mình sẽ đến lượt mình băng. Giờ sẽ đến lượt mình băng này. Mà cũng không cần băng mấy. Thôi băng đi. Bởi vì là có kỹ năng 4 của pet luôn rồi. Ô, làm Klaus. Phải trưởng thật. Đùa, gió mạnh hơn mà mình lại bắn mạnh hơn nữa. Rồi ăn băng rồi. Cũng VIP thiên sứ như mình luôn. Có lẽ không là một bạn VIP 1, VIP 2 thôi. Có lẽ cũng là một người VIP 1, VIP 2 thôi. Mình vẫn còn một cái băng nữa. Đối thủ thì hết 2 băng rồi. Cộng 2. Giờ này có kỹ năng 2 thì đẹp này. Giờ này mình có kỹ năng 2 thì đẹp. Chưa có luôn các bạn ạ. Không hay rồi. Chuyện không hay sắp xảy đến rồi. 2.700 máu ra đi. Nó dùng cộng 2. Ảo vậy. Dùng một tên không? Bao nhiêu đây? Nó dùng cộng 2 xong rồi. Ui 9.000 máu các bạn ơi. Cái gì vậy? Có ngọc gì nó phát ra kèm không vậy? 9.000 máu vậy. Ghê vậy.
Tấn công à? Chắc là chạy tấn công mới được 2.700 máu. Tuần trước mình bắn được 2.900 máu thôi. Sao được tận 9.000 máu kinh vậy? Không tin mắt mình luôn. Đây, mình sẽ bò ra đây nha. Solo dam đi, đối thủ bay sang thì mình sẽ đảo. Còn cái khả năng mà băng xong bay sang là không vô tác dụng rồi. Không làm thế được. Phong ấn luôn các bạn ơi. Bay sang đảo. Đây, đảo. Băng xong bay đây, đảo. Hợp lý. Khá là chính xác. Không solo đam được. Phải đào thôi. Rồi, đúng là chỗ mình cần đến rồi. Phong ấn. Có một turn thôi đúng không? Chỉ cướp một turn phát đấy. Được rồi. Góc thấp quá. Bắn nhẹ như thế mà nó vẫn chéo như này các bạn thấy này. Phong ấn tiếp. Đùa đối thủ khổ quá các bạn ạ. Quá khổ luôn. Bây giờ có bắn hai tên chay xong bay lên thì lại cũng không đào được mình. Rồi một khi nó bao luôn này. Không biết gì phải bay lên đâu. Tơn mình không hay là tơn nó tiếp. Chính xác là 3 tơn liên tiếp các bạn ạ. Nào bay nào, bay đi đâu nào. Ôi mình cũng dính phong ấn rồi, trời ơi ăn hành rồi. Bạo kích 16 máu, bạo kích liên kích luôn các bạn ạ. Máu là vẫn ngang nhau. Miễn kháng à? Ờ đúng rồi, bật kỹ năng 4 của nó là ra miễn kháng. Ơ nhưng mà mình nhớ có lần là con gà này miễn kháng mà xong vẫn đào được. Mình nhớ là như vậy. Giờ làm gì? Thiên sứ không ổn rồi. Mau luôn. Một ăn cả ngã về không các bạn ạ. Miễn kháng vẫn đào được này. Đúng là kỹ năng của con gà đen. Phong ấn. Đúng là kỹ năng của con gà đen có khác. Khô máu lên đúng không? Hên xui. Đến khi mà cả hai người bắn nó đều không thể mít được thì chúng ta chỉ có thể đợi vào hên xui thôi. Tiếp tục là một tên chay nữa đến từ phía của anh Tony. Pet rồng. Kỹ năng 4 hay kỹ năng kỹ năng 4 đi. Chỗ này là chúng ta sẽ bắn tầm đây đó. À, okay. Mình dùng kỹ năng 2, kỹ năng 4 hay là kỹ năng gì đấy? Chết. Nhưng mà trước khi mình bắn kỹ năng 4 bắn không trúng thì là mình chết luôn. Bởi vì là sẽ chỉ ăn được 1.500 máu đối thủ thôi. Mà đối thủ mình nghĩ là còn khoảng 2.000-2.500. Thôi rồi, có lẽ là clip mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Các bạn có nhận xét như thế nào về Ark VIP 1 này? Bao nhiêu bạn đang hiện tại đang VIP 1 và VIP 2 mà đang có lực chiến như này? Hãy comment xuống dưới mình biết với nha. Đừng quên like và đăng ký ủng hộ cho mình, giúp mình có thêm động lực làm những video hay hơn, hấp dẫn hơn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chào các bạn, bye bye.